xóm là nghe trong chiêng tưng bừng, từ làng trên xóm dưới rền rang, nào xuồng ghe cho tới mai cài, cùng về đây đi đón cô dâu. Cưới đúng là hai xóm chung một nhà, từ bà Mai cho tới thông gia, dù càng sai cho ấm thêm cái tình này, họ hàng xa cũng quá ra một nhà ta. Ơi làng quê miền Tây, ơi người dân miền Tây, thay chầu buồn cao đưa lối, duyên quê nắng mưa ngọt bùi, vườn xanh có em chăm bón, vườn sâu có anh đừng lo. Vô một ly nhà gái nè, thêm một ly nhà trai nè, năm nay mừng duyên đôi lứa, năm sau đó con đầu lòng, nhà ai có anh rể quý, thêm dâu hiền xứng đôi làm sao. Đám cưới miền quê có chi cho rườm rà, này bồn bông mình đem cái thuyền hoa, rập thì cây trái sen lá dừa, một ngày vui gái trai cùng say. Yo! Tôi là dân miền Tây nha, vui thì đâu có say nè, năm bảy ly như vậy thì đâu có gì mà tôi phải ngán. Cứ là nhậu tới sáng, hát là tôi xả láng, ông bà cô chú bác anh chị bạn bè 1 2 3 vô nha. Sáng sớm là nghe trong chiêng tưng bừng, từ làng trên xóm dưới rền rang, nào xuồng ghe cho tới mai cài, cùng về đây đi đón cô dâu. Cưới đúng là hai xóm chung một nhà, từ bà Mai cho tới thông gia, dù càng sai cho ấm thêm cái tình này, họ hàng xa cũng quá ra một nhà ta. Xanh có em chăm bón, buồn sâu có anh đừng lo. Vô một ly nhà gái nè, thêm một ly nhà trai nè, năm nay mừng duyên đôi lứa, năm sau đó con đầu lòng, nhà ai có anh rể quý, thêm dâu hiền xứng đôi làm sao. Đám cưới miền quê có chi cho rườm rà, này bồn bông mình đem cái thuyền hoa, rập thì cây trái sen lá dừa, một ngày vui gái trai cùng say, một ngày vui gái trai cùng say. Anh ơi nhìn xem nhà ai đám cưới thận đông, anh trở út miền Tây sanh duyên chỉ hai miệt vườn, cao trầu nhà trai đưa sang kiều vàng dù che cô dâu, ôi xôn xao khắp xóm làng ta hát vàng khúc ca rộn ràng. Kìa cô dâu đẹp xinh còn anh chú rể hiền ngoan, yêu nhau mãi dài lâu dấu bao gian nan một lòng, ru mừng cùng nâng ly bôi, họ hàng về đây chung vui, đôi tân lang duyên thắm tình quê mãi bên nhau trọn đời. Ai dèo chỉ sai tơ hồng, ta nên vợ chồng đồng lòng, ta càng biến đông quê mặn đừng cay, anh ơi em vẫn thương hoài, đầu năm sinh con gái. Con sắc thủy chung chúc mừng chị ba, cô tư anh sáu hai nhà, đầu năm vui đám cưới xuân về nhà nhà.
ngơ nhìn xem nhà ai đám cưới thận đông. Anh trai Út miền Tây sánh duyên chỉ hai miệt vườn, cao trầu nhà trai đưa sang kiều giang dù che cô đơn. Bốn một là bao gồm là trà, rượu, bánh, trái cây. Trước thì cũng có bà, sau đó hai họ dùng để thở. Xôn xao xóm làng ta hát vang khúc ca rộn ràng. Kìa cô dâu đẹp xinh còn anh chú rể hiền ngoan. Yêu nhau mới dài lâu dấu bao gian nan một lòng. Ru mừng cùng nâng ly bôi, họ hàng về đây chung vui. Đôi tân lang duyên thắm tình quê mãi bên nhau trọn đời. Ai gieo chỉ soi tơ hồng, ta nên vợ chồng đồng lòng. Ta càng biến đông mũi măng gừng cay, anh ơi em vẫn thương hoài. Đầu năm sinh con gái, son sắc thủy chung. Chúc mừng chị ba, cô chư anh sáu hai nhà. Đầu năm vui đám cưới, xuân về nhà nhà yên vui. Ai yêu chỉ soi tơ hồng, ta nên vợ chồng đồng lòng. Ta càng biến đông mũi mặn gừng cay, anh ơi em vẫn thương hoài. Xin con gái cuối năm thêm cu tèo. Đôi ta duyên nơ gió trời, bên nhau trọn đời. Sau đây chúng tôi xin trân trọng cái bài chào gửi biết và bên hội đại trai biết. Cái nhà gái thì không nó nói không có giới thiệu qua cho rồi không, giờ để tranh thủ thời gian đi. Nhà thì ngay có bà nội bà ngoại ông bảy có nhưng mà thì đủ đây thì thôi, nghĩ ra sau này biết tin nữa. Thì hôm trước thì nó nói thì thôi có cái lý thuyết nhìn cho nó nhanh, nắng nóng quá rồi. Dạ cho bà cha mẹ nói đây chút. Ừ. Sau đây thì xin kính mời cha mẹ của cô dâu chào rể sẽ chào rể và con dâu sẽ góp 20 đủ và kính mời cô dâu. Rồi ba mẹ cũng đi cái này. Vô. Cái này uống thiệt không phải đóng xin nha. Giờ cô góp 20 nữa để con dâu sẽ mời ông và chồng cho bà nhà chồng. Rồi hát bài cũng đi, cũng đi cái này. Tính quốc của mình vậy. Mạnh cạn rồi ha. Mạnh cạn rồi. Kính thưa quý vị, đáng lẽ ra thì chúng ta còn một vài thủ tục nữa, nhưng qua sắp xếp giữa hai gia đình thì họ nhà gái đã miễn cho nhà trai và chúng tôi xin thành thật biết ơn quý họ nhà gái mẹ của Thái Bình cũng như cha mẹ của Ngọc Quyền chính thức là xung gia với nhau. Chúng tôi xin công bố để quý vị biết như vậy. Theo thủ tục thì sau ngày cưới 3 ngày có lễ thẩm bái thì xin quý vị một cho ý kiến cho cái nó về nó trả đồ về bản cho cháu luôn về cái này cháu về gia nếu gần thì qua một ngày nó cũng tốt vậy đó. Như vậy thì thống nhất sau 3 ngày thì sẽ làm cái lễ thẳng tái tại nhà gái, vậy là nhà trai nhớ nha. Và đến đây là kết thúc, tôi xin phép thay mặt hội nhà trai trân trọng kính mời quý họ nhà gái đưa dâu về nhà trai. Rồi kính thưa quý vị, trong quá trình thực hiện các nghi lễ ở họ nhà gái thì chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã tạo những cái điều kiện thuận lợi để chúng tôi hoàn thành tốt cái công việc rước dâu
và cảm ơn quý vị đã bỏ qua được cái phần nghi lễ để chúng tôi có cái thời gian gọn nhất, sớm nhất để rước cô dâu về phía mọi nhà trai. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Gọi cho chồng hót tay luôn. Cảm ơn ông Mai để nhà trai nhà cái này là đưa dâu vào phía trong. Ai có xuôi về dùng sông nước miền Tây, mùa cưới nơi đây rộn ràng xóm dưới làng trên, đèn lồng đó treo cao cổng qua có lối phương hoàng, ý thiết tình chàng một già sắc son, mắm quá cao cầu để duyên mãi đầm sâu, rượu thắm giao bồi nguyện suốt kiếp trọn đời, thuyền tình đón cô dâu sánh đôi bước chung nhịp cầu, nguyệt lão tơ hồng sẽ mối hương duyên. Ô ô ô kìa kìa, mau tới đây mà xem, mây cô thôn nữ bưng mâm sắc đỏ tươi. Ô ô kìa 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 kìa, xôn xao niềm vui ngày cưới, cho lứa đôi yêu nhau ngó lời. Ô ô ô kìa kìa, khăn đóng áo dài xinh, trai tài gái sắc trao ánh mắt rạng ngời. Ô ô kìa 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 kìa, mái như loan phường hòa minh, như sắc cầm hào hợp, đám cưới tưng bừng qua tiếng hát lời ca, càng chén nâng ly mời cô bác gần xa, mừng hạnh phúc trăm năm sớm thêm cháu cho vui nhà, để cho ông bà cùng nhau ấm bồng, mừng hạnh phúc trăm năm sớm thêm cháu cho vui nhà, để cho ông bà cùng nhau ấm bồng. Là phần ông bà
thứ hai là cô bác anh chị cậu mợ dì dượng, vấn đề thứ ba là anh chị của cô dâu chú rể, vấn đề thứ tư là bạn bè, vấn đề thứ năm là ý kiến phát biểu của họ nhà gái, và ý kiến thứ năm là ý kiến tất từ và lời cảm ơn của họ nhà trai. Cùng hành phần lễ đó là kính thưa quý vị, trong phần lễ này thì trước nhất là đối với bà quá cố, chúng tôi xin kính mời quý vị hướng về phía trên để cô dâu quý vị sẽ làm cái phần lễ quá cố. Để lại cái đó nó ghi vào trong gia tộc của cháu thấy được là có rất nhiều cái gì là cha chế ông bà, nhưng do tình trạng sức khỏe thì có mặt, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quý vị là bà cấp ngoại của cháu Thái Bình sẽ đứng lên. Bà cấp ngoại quay lên cho cái máy tiêu cấp ngoại đứng lên cho bà cần lại điều cây ngoại ơi. Nhìn cái đây nè ngoại ơi. Đây, bạn ơi, ơi nhìn nhìn cái đó nha coi ơi. Coi rồi. Nhìn cái đây đó. Ơi, con đuổi rồi. Còn vô đây cho chị cho. Đừng nói nha. Thì chúng tôi xin quá tặng kính mời quý vị là ông bà. Vậy làm gì không thiệt ơi. Được, không thiệt cái gì. Tính thiệt uống bộ đi, một thiệt thì một cốc thiệt. Tiếp tục chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị nghe ông bà bên nội bên ngoại của cháu Thái Bình đó nghe giờ bước vào trong và để bái chi ra của ông bà của cháu Thái Bình cũng bước vào trong uống cái bụng cho cháu là để chị ơi nhìn đây nè chị ơi, chị hai chị năm con nói với chị đó gãy nút áo rồi thôi, hôm nay là gãy nút áo rồi cái gì đi rồi chụp hình cái như chị hơi mặt rồi con nhìn con nè rồi ngoại nhậu đó rồi về còn hết nữa còn có hai tấm là cho tấm tròn tấm, nhưng mà chị nói bây giờ cháu dâu mừng quá cho luôn. Bà cho hai tấm luôn. Quá hay mà cấp quá hay. Nhiều. 5 triệu. Thôi để tôi phụ thêm 1 triệu, 6 triệu cho chẳng. Ngoại ngoại cũng đó coi. Cũng ơi, cũng cái gì cho cùng bây giờ chung có phải không? Rồi cảm ơn ông bà, ông ngoại và ngoại của cháu Bình. Rồi xin kính mời quý ông bà tiếp tục.
Thầy bước ra cho con nó ngồi đi. Để con ở trong này luôn. Để con ngồi. Trời ơi. Vô đi. Nói gì nói đi. Vô đây nè. Em ơi. Em. Em muốn xích vô đây coi chị đưa lại đây. Chưa thôi giờ tặng cho cáo anh ta. Rồi em hạ xuống cho thấy chiếc nhẫn luôn nghe nhung tay. Rồi cho hai viên rượu coi. Cho ly rượu coi. Cho gương cái
vô chụp hình với gia đình chứ. Xin cái mời quý vị. Đúng không? Xin chân thành cảm ơn quý tập đã tạo mọi thuận lợi để chúng tôi tiếp hành tiếp đón chúng tôi làm việc. Chúng tôi không biết lấy gì để trả lại những công ơn ấy. Chị bước qua cô dâu thay mặt cho gia đình bên nữ luôn. Xin tạo mọi điều kiện thuận lợi dễ dàng để góp phần tương lai hạnh phúc cho đứa trẻ và để giữa hai nhà càng ngày càng thân thiết nữa để đứa trẻ được bình tĩnh trăm năm hạnh phúc. Kính thưa quý vị, phần lễ tân hôn của cháu cái buổi rước dâu và tiến hành lễ tại gia đình có được thành công như hôm nay. Và trong quá trình tổ chức thì chúng tôi thấy quý vị rất là nhiệt tình và cô bác cũng rất trách nhiệm đối với trong gia đình. Xin thay mặt gia đình chân thành cảm ơn quý bà con cô bác xa gần bên nội bên ngoại của cháu Thái Bình đã dành thời gian quý báu đến tham dự tiệc cưới. Xin phép thay mặt gia đình một lần nữa xin cảm ơn và kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn.
đầu năm hoa lá xôn xao nơi như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Vẫn nghèo trắng giá mưa cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đồng ngỏ lời nằm nên dài lâu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số năm con, muốn cho vương tròn thì anh mai mối mối mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang em thế nào. Anh ta khoảng chừng 20 mấy, quên lắm nhìn giờ em biết ngay, chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật không quá trời, tình duyên đưa tới em ơi duyên định sẵn rồi. Giàu tiền lấy cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi, thế gian ai cười đâu lắm lo cưới cuối năm thêm người. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Vẫn nghèo trắng giá mưa cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đồng ngỏ lời nằm nên dài lâu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số năm con, muốn cho vương tròn thì anh mai mối mối mai đưa đường.